đến Jazzbox mà chưa tới 500 nữa nè các anh chị. Bởi giờ các anh chị và các bạn nào đang cần tìm cái dòng này thì hôm nay thấy được video này của Toàn nhanh tay chốt sớm nhé. Dự kiến em này sẽ bán rất là nhanh các anh chị nhé. Thì bên cạnh Toàn đây là Hyundai Elantra phiên bản Sport các anh chị, máy 1.6 turbo bản cao cấp nhất nha, đời 2018. Em này đăng ký lần đầu năm 2019 và một chủ sử dụng từ đầu tới nay, đi khoảng 61.000 km rồi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 489 triệu các anh chị ha. Và Tuyền còn thêm một chiếc nữa các anh chị, tương tự như thế này, đời 2019 màu trắng luôn, đi khoảng 77.000 km. Bên Tuyền đang bán xe đó là 499 triệu. Anh chị có quan tâm tới chiếc còn lại thì alo Tuyền. Bây giờ Tuyền sẽ đi vào chi tiết chiếc này trước các anh chị ha. Rồi Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nhé. Nước sơn màu trắng thì khá là hot các anh chị ha, liên lạc đồng màu. Tuy nhiên thì xe ở đời này rồi thì cái việc bạc có trầy xước hay giảm tốt ở một vài chỗ không thành vấn đề các anh chị. Quan trọng là chiếc xe, quan trọng là động cơ máy móc các anh chị nhé. Rồi để Tuyền xem. Em này là biển Sài Gòn các anh chị, bên Tuyền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nên là các anh chị nhà mình yên tâm đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền nè. Nắp capo không có trầy xước gì hết các anh chị ha. Đèn ở đây là đèn bi các anh chị. Đấy, bản 1.6 turbo này là bản cao cấp nhất các anh chị ha. Có cảm biến trước cho mình nè. Đó, đây mỗi nỗi cản còn rất là đẹp, xe gia đình một chủ duy nhất các anh chị ha. Lớp độ gây gió thì thấy còn rất là sâu nha. Anh chủ lên vỏ 2022 cho mình nè các anh chị, mua về là sử dụng thôi ha. Mâm thì có xước sát nhẹ ở một vài điểm như thế này không đáng kể nha. Đăng kiểm thì tháng 4 2025, đường bộ thì hết hạn rồi các anh chị nhé. Dán phim cho mình, tay nắm cửa mạ rơm, có nút mở cửa một chạm cho mình, lên cho mình một cái cam cặp lề nữa các anh chị. Tất cả xe bên Tuyền khi bán ra luôn cam kết với các anh chị nhà mình, xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tô động cơ và hộp số, bao tách hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Và ngoài ra bên Tuyền còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị ha. Đèn hậu phía sau nè, trông đẹp các anh chị. Đây, bản Sport ha. Đây, có cam lùi nè, 4 mắt cảm biến lùi đầy đủ các anh chị. Một chiếc xe 5 chỗ hạng C của nhà Hyundai, phải nói rộng rãi, thoải mái và được trang bị rất nhiều option các anh chị. Nhớ ở lại đây xem hết video với Tuyền ha. Cốp em này rộng lắm, đựng 4-5 cái vali lớn là vô tư. Tấm nhựa này là anh chủ trải thêm để bảo vệ phần nỉ bên dưới nhá. Lớp dự phòng nè các anh chị, con đội tay quay, đồ nghề còn đầy đủ các anh chị. Đó. Rồi, mình tiến về phía trước mình kiểm tra phần nội thất nhé. Ghế da nguyên zin, tông màu đen, viền chỉ màu đỏ chất da còn đẹp các anh chị. Sàn 5D trần nguyên bản, sạch sẽ các anh chị nha, có cửa sổ trời cho mình luôn. Đấy, rồi có nẹp bước chân ra vào cho mình nhé. Ghế lái là chỉnh điện nè các anh chị. Cân bằng điện tử, vô lăng ở đây là vô lăng bọc da ha, viền chỉ màu đỏ như thế này rất là đẹp nè. Logo mới keng, tích hợp những cái phím bấm ở trên vô lăng như thế này như là đàm thoại rảnh tay nè. Có ruy control cho mình nhé. Tiêu chuẩn là 61.652 km. Táp lô không có trầy xước. Một cái màn hình của cái cam cặp lề nè các anh chị ha. Còn đây là màn hình zin heo xe. Gian lạnh ở đây là hai vùng các anh chị. Đấy, ở đây có sấy ghế nè các anh chị ha. Remote em này là hai chế độ các anh chị. Trên này có cửa sổ trời nữa. Tôi sẽ mở cho các anh chị nhà mình xem ha. Một chạm các anh chị rất là mượt mà luôn. Và anh chủ ở đây rất khá là kỹ nè các anh chị. Đấy, ốp từng cái như thế này cho mình nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước mình kiểm tra phần động cơ các anh chị. Anh chị nào thấy được video này của Tuyền nhanh tay liên hệ Tuyền chút ngay em này các anh chị ha. Đấy. Rồi, ok. Nhìn sơ giúp Tuyền phần ốc của nắp capo nè, keo chỉ capo. Nguyên zin, khung sườn máy móc nguyên zin. Bên Tuyền nói không có xe lỗi nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Đây, ốc máy nè, còn sơn phết đầy đủ từng con một 2018 tới giờ mà nhìn ốc máy thấy ghiền luôn các anh chị ha. Đó. Anh chị nào mình có người thân rành về xe cứ dẫn tới mình kiểm tra xe thoải mái nhé. Còn muốn chắc cứ mang ra hãng mình test là chắc nhất các anh chị nhé. Tôi nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị. Hyundai Elantra phiên bản 1.6 turbo bản cao cấp nhất đời 2018, đăng ký lần đầu năm 2019 và một chủ sử dụng từ đầu tới nay, đi mới có 61.000 km thôi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là
489 triệu. Và giá ở đây Tiền Báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc lá nữa khi mà đến xem xe trực tiếp. Anh chị nào thích chiếc này nhanh tay liên hệ Tiền qua số điện thoại bên dưới nè. Còn ở tỉnh xa thích em này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì alo Tiền, Tiền sẽ tư vấn cho các anh chị cái thủ tục là mua xe online và giao xe tận nhà của bên Tiền, hoặc chốt giá, chốt ngày nhận xe, chuyển khoản đặt cọc trước giúp bên Tiền tầm khoảng 10 triệu giữ xe lại đi các anh chị. Rồi mình hẹn nay mai mình lên mình xem xe, để tránh những cái trường hợp các anh chị ở tỉnh xa lên hỏng cọc trước thì bên Tiền đã bán mất rồi thì lại mất thời gian đi lại của các anh chị, mất chi phí đi lại của các anh chị ha. Còn được nữa thì sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà, nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Và phân khúc C thì hiện tại bên Tiền còn thêm, nếu mà nói về Elantra nha, còn thêm một chiếc 2015 này giá lanh hoành 400 thôi, một hai chiếc bản N-Line đời 2022, 2023, rồi có Mazda 3 màu xám, Mazda 3 màu đỏ nè các anh chị, rồi có MG5 nữa, đấy rất là nhiều, Kia K3 hay là Cerato thì đều có nha. Anh chị nhà mình có quan tâm tới những chiếc xe còn lại thì alo Tiền, Tiền gửi hình ảnh chi tiết và video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Đừng quên bấm vào đăng ký kênh của Tiền đi, để khi có xe mới nhất bên Tiền về Tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.